Được sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Tổng cục trưởng Quản lý thị trường, ngày 11 tháng 3, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân tiến hành kiểm tra hàng chục điểm kinh doanh quần áo, giày dép, rượu, mỹ phẩm, sữa có dấu hiệu hàng gian, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ tại các cửa hàng ở quận 1, 3, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, huyện Bình Chánh. Tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Thông, quận 3, đoàn kiểm tra phát hiện số lượng lớn là mặt hàng rượu tây, sữa bột, sữa nước, không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc. Ông chủ cửa hàng này xác nhận là có thu mua hàng trôi nổi, không có hóa đơn chứng từ, nhưng hàng hóa này không phải là hàng giả, hàng kém chất lượng. Cùng thời điểm, lực lượng quản lý thị trường kiểm tra một cửa hàng rượu các loại trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, cũng phát hiện nhiều loại rượu bày bán ở đây không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc. Đại diện cửa hàng cũng xác nhận là hàng mua trôi nổi nên không chứng từ. Cùng ngày, cơ quan quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra 3 cửa hàng giày dép trên đường Lý Chính Thắng, quận 3, phát hiện số lượng lớn giày dép không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam. Trong ngày 11 tháng 3, các đội quản lý thị trường của Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiến hành kiểm tra 15 vụ, trong đó có 11 vụ kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam như Nike, Adidas, Dior, Chanel, Louis Vuitton, Burberry, Rolex. 4 vụ vi phạm về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hóa đơn, chứng từ và niêm yết giá. Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm trên, đồng thời tạm giữ 3.508 đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm các loại, trong đó có 598 đơn vị sản phẩm hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam để tiếp tục thẩm tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật. Ông Trương Văn Ba, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc kiểm tra hàng gian, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trên địa bàn sẽ được tiếp tục và thường xuyên trong thời gian sắp tới.